kính chào và cảm ơn quý khán giả đồng hành với chúng tôi lúc 6 giờ sáng mỗi ngày để theo dõi nhịp sống ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang. Thưa quý khán giả, chiều qua áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi Philippines mạnh lên thành bão với sức gió mạnh cấp 8. Vào ngày mai, bão sẽ di chuyển vào vùng phía đông khu vực Bắc Biển Đông với sức gió có thể đạt cấp 12. Và sau đó, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây và hướng vào đất liền các tỉnh miền Trung của Việt Nam, trở thành cơn bão số 4 trong mùa mưa bão năm nay. Trước khi đón bão, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ hôm nay đến hết ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục có mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 350mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị. Tại tỉnh Đồng Nai, sau cơn mưa lớn vào chiều qua, nước từ lô cao su tràn qua tỉnh lộ 763, đoạn qua huyện Định Quán, nước dâng cao gần nửa xe máy, nhiều xe bị cuốn trôi. Theo người dân, có hai người đi xe máy băng qua dòng nước bị nước cuốn trôi về hạ nguồn suối Tam Bung. Tuy nhiên, một người ôm được cánh cổng thoát nạn, còn người kia bị cuốn mất tích. Đến khoảng 20 giờ, dòng nước rút dần, một số xe tải kè các xe máy băng qua đoạn ngập về nhà. Cũng trong chiều tối qua, mưa lớn khiến nhiều đoạn trên quốc lộ 20 ngập sâu, nước chảy xiết làm xe cộ di chuyển hết sức khó khăn. Nước dâng cao từ 30 đến 50 cm chảy xiết cuốn theo bùn đất, đá dương chảy khắp lòng đường, khiến xe cộ qua lại gặp nhiều khó khăn. Bình Dương với tốc độ phát triển mạnh mẽ, hình thành nên hàng loạt khu công nghiệp lớn. Từ lợi thế sẵn có, lãnh đạo tỉnh thường xuyên tổ chức các buổi hội nghị xúc tiến đầu tư, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, trực tiếp đến các nước như Canada, Australia, Mỹ để gặp gỡ trao đổi với đối tác. Đây là cách để tỉnh thu hút vốn FDI, báo Vietnamnet đưa tin. 5 tháng đầu năm nay, thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh đạt gần 2 tỷ 500 triệu đô la Mỹ, dương lên đứng đầu cả nước. Giá xăng dầu trên thị trường thế giới dự báo tiếp tục diễn biến khó lường, khó dự báo, báo Tuổi Trẻ đưa tin. Bộ Tài chính có văn bản gửi các bộ ngành đề xuất điều chỉnh giảm mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu, với mức giảm hai sắc thuế vừa nêu lên tới 50%. Nếu đề xuất này được thông qua, giá xăng sẽ về dưới 21.300 đồng một lít. Giá xăng thời gian qua giảm liên tiếp, nhưng đến nay vẫn còn một số nơi thiếu cục bộ mặt hàng này. Thông tin đăng trên báo Tiền Phong, người dân ở huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận phản ánh tình trạng hết sạch xăng gây khó khăn cho sản xuất và đời sống. Theo lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường tỉnh này, nguyên nhân là do công ty đầu mối không cung cấp đủ đơn hàng đã đặt, gây nên tình trạng thiếu hụt tạm thời. Tình trạng này xảy ra phổ biến thời gian qua. Cục Quản lý Thị trường các tỉnh thông báo thêm, đó là thêm quy định hiện hành thì thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu chỉ được ký hợp đồng với một thương nhân đầu mối hoặc là một thương nhân phân phối xăng dầu. Việc này khiến cho doanh nghiệp không có quyền được lựa chọn giá tốt từ nhiều nhà cung cấp để mua. Ngoài ra, khi thương nhân cung cấp hết hàng, doanh nghiệp cũng không thể mua từ nhà cung cấp khác, dẫn đến tình trạng bị thiếu hàng cục bộ. Tôi vừa điểm qua các thông tin nổi bật có trên các báo sáng nay. Tiếp tục chương trình, mời quý khán giả cùng gặp lại chị Mộng Mơ với những tin nóng vừa cập nhật. Thực hiện công điện của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville, Campuchia, chiều qua, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang tổ chức tiếp nhận gần 230 công dân Việt Nam ở Campuchia về nước. Đây là những công dân được Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Campuchia phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Sihanouk giải cứu trong chiến dịch kiểm tra người nước ngoài và trấn áp tội phạm buôn bán người từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 9 ở 3 công ty nước ngoài của Campuchia. Thông tin ban đầu, số lao động được giải cứu đều là nạn nhân của hoạt động lừa gạt, lôi kéo sang Campuchia làm việc với chiêu bài, việc nhẹ lương cao và bị cưỡng bức lao động trong các cơ sở, tổ chức lừa đảo do người nước ngoài làm chủ.
Một số rất ít không có giấy tờ tùy thân do bị mất hoặc bị công ty trước đây thu giữ. Những công dân này được lực lượng chức năng nước bạn hoàn tất thủ tục xử lý theo pháp luật và bàn giao cho bộ đội biên phòng tại cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Chiều qua, trong lúc các công nhân đang làm việc, đám cháy bất ngờ bùng lên tại tầng 1 của một công ty ở phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người hô hoán tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Các công nhân hốt hoảng chạy thoát thân. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tổ chức phương án cứu hộ cứu nạn, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đến hơn 17 giờ cùng ngày, hiện trường vẫn đang được xử lý. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản bị hư hỏng. Công an thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2019 trên địa bàn. Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Phương Thực sinh năm 1985, trú ở Sơn Tây, là giảng viên của trường Đại học Công nghiệp Việt Hùng và Phan Chanh Quyết, trú tại Hà Tĩnh, móc ngoặc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại. Dù Thực và Quyết không có chức năng nhiệm vụ trong việc tư vấn, tuyển và đưa người có nhu cầu đi làm việc tại nước ngoài, nhưng vì mục đích tư lợi cá nhân, các đối tượng đưa ra nhiều thông tin gian dối, khiến người có nhu cầu tin tưởng giao tiền cho hồ sơ để nhờ xin cho đi làm việc tại nước ngoài. Tuy nhiên, sau khi không xin được việc, các đối tượng không trả lại số tiền nhận. Theo bảng xếp hạng chỉ số toàn cầu về hệ thống khởi nghiệp kỹ thuật số cho Ngân hàng Phát triển Châu Á Xây dựng, Việt Nam xếp thứ 63 trong tổng số 113 nước, thấp hơn Thái Lan ở vị trí 59, nhưng cao hơn Indonesia vị trí 71, Ấn Độ vị trí 75 và Philippines ở vị trí 79. Chỉ số toàn cầu về hệ thống khởi nghiệp kỹ thuật số do Ngân hàng Phát triển Châu Á xây dựng. Chỉ số này đo lường chất lượng của môi trường dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp kỹ thuật số bằng cách xem xét mức độ số hóa trên 8 phương diện: văn hóa, thể chế, điều kiện thị trường, hạ tầng, vốn con người, tri thức, tài chính, mạng lưới. Theo bảng xếp hạng của Ngân hàng Phát triển Châu Á, Singapore có môi trường kỹ thuật số và hệ thống hỗ trợ dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp tốt nhất thế giới. Mỹ đứng thứ 2, trong khi Thụy Điển đứng thứ 3 trong số 113 nền kinh tế trong danh sách. Thưa quý khán giả, hướng đến mục tiêu vì cộng đồng, nhất là đối với những hoàn cảnh khó khăn, mà Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thành lập kiosk thanh niên siêu thị không đồng. Có tên là siêu thị không đồng bởi vì khi đến với kiosk, mọi người có thể tìm kiếm sách vở, quần áo, giày dép, được tư vấn sức khỏe và việc làm. Tất cả đều có giá không đồng. Hoạt động gần 3 năm nay, kiosk tiếp sức đến trường cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hướng đến tất cả các mảnh đời kém may mắn trong khu vực. Tại đây có nhiều quầy hàng dịch vụ như tư vấn sức khỏe, việc làm, quầy giặt sinh viên và đặc biệt là siêu thị không đồng. Đây là quầy hàng được đặt ra với phương châm của người mới ta, với đầy đủ các loại quần áo, giày dép, tập sách cũ được các bạn sinh viên và người dân ủng hộ. Mong muốn lớn nhất của các thanh niên đó là những hoạt động thiện nguyện giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn ở trong khu vực Vạn Khánh nói riêng và cũng như trên địa bàn phố Cần Thơ cũng như các tỉnh lân cận nói chung, thì những cái hoạt động của thanh niên á thì để giúp cho thứ nhất là ngoài việc giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn đó thì còn giúp cho các bạn sinh viên có thể là học được những cái biết được cách san sẻ giúp đỡ tình thương yêu giữa đồng bào với nhau. Dạ, khi nhận được sự giúp đỡ của kiosk thanh niên thì em cảm thấy rất là vui và cảm thấy rất là biết ơn những anh chị, thầy, cô cùng đã có tấm lòng để kêu gọi quyên góp cũng như là mạnh thường quân đã giúp đỡ em để cho em có một số tiền để đóng học phí cũng như trang trải cuộc sống. Thời gian tới, kiosk thanh niên mở rộng các hoạt động
như hỗ trợ kinh phí chữa bệnh cho các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo, các hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh lân cận